Chào buổi sáng các bạn. Đầu tiên thì Khánh cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã subscribe và ủng hộ trong thời gian vừa qua, thời gian mà mình đã đi vắng vì quá nhiều việc cũng như là offline để tập trung vào mental health của mình nhiều hơn. Một thời gian dài thì bạn thấy cũ kỹ, cho nên là video hôm nay mình sẽ là nói về, không phải nói mà là dọn tủ quần áo. Nhưng mà đầu tiên thì làm cà phê cái đã. Mental health hiện tại đối với mình rất là quan trọng vì nó giúp cho bạn cân bằng được cuộc sống và cũng như là vượt qua được thời gian này. Đó là vì sao mà mình off rất là dài, vừa tập trung vào công việc nữa. Cho nên là cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã ủng hộ trong thời gian vừa qua. Yến mạch là món buổi sáng mà mình không thể thiếu được bởi vì nó rất là ngon và có nhiều chất xơ. Vì mình ăn rất là thường xuyên, coi như là mỗi ngày luôn đó. Mình sẽ mix một chút sữa và yogurt với thêm topping là cherry, berry, xoài và cuối cùng là mật ong. Bởi vì cái này là để cho chị make up với thâm đỏ dưỡng ẩm. Mình nghĩ là kết thúc một năm rồi, qua một năm mới rồi thì mình thấy cần refresh lại tủ đồ của mình để cho nó có một cái gì đó gọi là mới mẻ hơn. Với lại phong cách suy nghĩ của mình cũng đã thay đổi rất là nhiều trong thời gian vừa qua, cho nên là những thứ hiện tại mình nghĩ như mình thấy hiện tại một đống đồ ở đây nè và đây nữa, rất là nhiều đồ mình chưa có thể xếp được, cho nên là trong hôm nay mình sẽ dọn hết luôn để coi món nào còn dùng lại được và món nào mình sẽ thanh lý. Với lại mình cũng hướng tới sự bền vững trong thời trang, cho nên là đối với những gì mình share với các bạn trong những video trước đó về tính bền vững thì hôm nay là một trong những thực hành đó của mình, và hy vọng là các bạn cũng sẽ có những suy nghĩ về tính bền vững khi mà muốn mua một món đồ nào đó. Rồi cuối cùng không thể thiếu được đó là kem chống nắng. Đối với mình đó, mỗi ngày mà trước khi làm bất cứ điều gì, trước khi bước ra đường, bắt buộc mình phải có kem chống nắng sẵn sàng để làm mọi thứ khác. Ok, vì hôm nay cũng chỉ ở nhà để mà dọn đống đồ thôi nè, ăn mặc bình thường. Ok, let's go. Đây mình cho các bạn coi, đây là đống đồ của mình sau mấy ngày không dọn vì quá bận. Ok, thì bây giờ mình sẽ dọn và thanh lý lại. Apollo, áo thun, quần, ở dưới là quần short. Đây là những thứ đang bắt đầu soạn ra để không mặc vừa nữa. Đó. Còn cái đống này, oh my god, không biết bắt đầu từ đâu luôn. Right only takes a few.
to sleep, but I'm slipping quick. I try not to dip, but this body's thick. I try not to get up, but it's late and it's cold, and I think I wanna. Oh, đây là một chiếc quần Rosita và rất là đẹp. Không biết trong hình mình nó có thấy không, nhưng mà mình cực kỳ thích. Và đây là hình như là mình mua đúng rồi, 3 cái quần, nhưng hiện tại đây là chỉ có 2 cái. Vấn đề của mình là gì nè các bạn? Mình mua rất là nhiều, nhưng mà sau một thời gian rất là ngắn thì cơ thể mình lại lên ký. Thì những cái này á, lúc trước tầm 65kg là mặc ok nha, nhưng bây giờ thì nó không còn được thoải mái như vậy nữa. Quần local brand có, thương hiệu có, ống rộng có, skinny có, rất là nhiều. Và nhiều món mà mình rất là thích luôn, nhưng mà không thể mặc được nữa. Giống như là cái quần này thì mình may nè, nhưng mà chưa mặc được một lần nào hết. Cho nên là mình nghĩ thanh lý cũng là một điều tốt, bởi vì nó cũ ta mới người. Đây là cái áo mà mình cực kỳ thích, nhưng mà bây giờ không thể mặc được nữa, bởi vì nó hơi chật và không cảm thấy thoải mái. Còn đây là tủ đồ đông, đồ giày, áo khoác. Và thật sự là không có dịp nào để đi, để mang hết, cho nên cũng soạn ra luôn. Này là áo len tay dài, áo jean. Này là được Moji tặng. Cái này các loại áo khoác, áo bomber. Còn đây là một tình huống khác của tủ giày. Hiện tại thì cái tủ giày mình đặt thì nó qua Tết mới giao được, cho nên bây giờ như vậy đây. Trong một diễn biến khác nè các bạn, đây là một phần của đống giày, rất là nhiều đồ mình chưa thể xếp được. Đây là giày mới mua nữa nè. Mình nghĩ là đống đồ này mình sẽ tạo một account riêng trên Instagram để có thể thanh lý, và các bạn có thể lên đó để xem hình cũng như là chất lượng của nó. Bởi vì mình chắc chắn một điều là 100% luôn, đó là những món đồ này là những món đồ mới tốt. Đây là những món đồ mình mua dành cho mình mà. Đồng thời mình cũng làm về thời trang nữa, cho nên là bạn cứ yên tâm. Mình sẽ để link ở đâu đó trên video nha, inbox cho mình trên Instagram. Hy vọng là các bạn sẽ ủng hộ, và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. I'm out of luck. Only go on.